Từng được biết đến là loài tôm bản địa một thời của các hộ nuôi tôm, tôm sú đã có một thời nổi lên cực kỳ huy hoàng. Thế nhưng, con cưng quốc dân nay đã phải nhường bước trước kẻ ngoại lai tôm thẻ chân trắng để lùi về sau và dừng khuất bóng trên thị trường. Vậy, nguyên nhân là do đâu? Hãy cùng với Tép Bạc khám phá về vấn đề những lý do khiến cho tôm sú dần bị đá đứt khỏi các vụ nuôi tôm nhé. Đầu tiên, chính là nuôi tôm trái vụ. So với tôm thẻ chân trắng, tôm sú thường được nuôi trái vụ, do đó sẽ hay gặp thời tiết không thuận lợi, tôm sẽ chậm lớn và dễ sinh bệnh. Mặt khác, tại thời điểm thả tôm sú giống cũng là lúc thu hoạch các loại tôm khác, cho nên môi trường nước ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, và nếu như thả giống trong thời gian này, bà con phải đảm bảo được nguồn nước sạch sẽ để không gây bệnh cho con tôm. Thứ hai, chính là giá của tôm sú đang giảm. Tôm sú được xếp hạng là loài thủy sản mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, xét về khía cạnh xuất khẩu thì Việt Nam còn phải cạnh tranh với các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, v.v. nên giá trị của con tôm ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cung cầu trên thị trường thế giới. Thứ ba, chính là ảnh hưởng của môi trường nước. Loài tôm này chỉ thích nghi với lại nước mặn. Thế nhưng, tùy vào từng vùng nuôi, sẽ có nơi có nguồn nước lại không thể đáp ứng đủ độ mặn cần thiết nên sẽ rất khó nuôi, dễ gây ra các bệnh thường gặp của tôm sú. Cộng với việc mật độ thả tôm lớn sẽ khiến cho tôm chậm phát triển. Kế tiếp, chất lượng con giống chưa được đảm bảo. Với những mô hình nuôi tôm truyền thống, bà con thường chọn con giống theo cảm tính, tin lời nhà cung cấp mà hiếm khi quan tâm về khâu kiểm dịch chọn giống tôm sú. Điều này sẽ dẫn đến con tôm sú chậm lớn, nguy cơ nhiễm bệnh và virus có thể tăng cao hơn rất nhiều. Thứ năm, chính là do ảnh hưởng của việc chuyển đổi mô hình. Đa số, bà con đều biết rằng nuôi tôm sú ao đất sẽ gặp rủi ro rất nhiều, tôm rất dễ bị bệnh, chậm lớn và còi cọc. Thế nhưng, khi muốn chuyển đổi mô hình, chi phí đầu tư sẽ là rất cao. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm vận hành, làm cho mô hình hoạt động không đạt được hiệu quả cao. Cộng với việc giá tôm sú đang giảm thì khả năng lỗ vốn sẽ là rất cao. Và cuối cùng là do kỹ thuật nuôi chưa vững. Đối với những người mới bắt đầu nuôi tôm sú, chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng tôm, từ đó không biết xử lý khi có sự cố xảy ra. Nhất là đối với các trường hợp tôm chậm lớn, khí độc lên cao, tảo tàn, v.v. đều chưa biết được cách xử lý kịp thời. Thậm chí, với các hộ dân mới chập chững bước vào nuôi tôm, chưa biết được cách diệt khuẩn cho ao trước khi nuôi, không biết dùng men vi sinh, v.v. Với tất cả những yếu tố đã được nêu trên, chúng ta đã có thể hiểu được vì sao mà tôm sú lại bị loài tôm thẻ chân trắng xuất văng ra khỏi danh sách ưu tiên của các hộ nuôi tôm, khiến cho chúng đang dần khuất bóng về sau và không còn quá nổi trội trên thị trường xuất khẩu tôm như trước đây. Hy vọng với nội dung vừa qua đã có thể cung cấp được một lượng thông tin cần thiết đến với bà con trong lĩnh vực thủy sản. Và sau khi xem xong, hãy nhớ để lại một bình luận và một like cũng như là một lượt subscribe kênh để ủng hộ Tép Bạc trong những video clip lần sau nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!